Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C5 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 113 đề bài như sau. Đo thời gian chuyển động T2 của vật 1 cho tới khi chạm sàn, so sánh kết quả với T0 để rút ra kết luận về mức quán tính của vật. Cụ thể thí nghiệm như sau. Chúng ta lại nhắc lại cái thí nghiệm ban đầu của nó là xét một cái hệ như hình 21.4. Ta đo thời gian chuyển động của cái vật 1 này từ cái vị trí ở độ cao h cho đến khi vật chạm sàn, và ta gọi nó là T0. Còn thí nghiệm thứ hai, thí nghiệm sau là ta thay đổi cái sự phân bố khối lượng của dòng dọc đối với trục quay bằng cách là ta chọn một cái dòng dọc khác cùng bán kính, cùng khối lượng nhưng phân bố chủ yếu ở cái vành ngoài. Khối lượng phân bố chủ yếu ở vành ngoài, giữa này là rỗng. Như thế nào? Đấy, thay đổi cái sự phân bố khối lượng. Và ta lại đo cái thời gian mà vật 1 di chuyển từ độ cao h cho đến khi chạm sàn. Cô gọi đó là T2, và đề bài yêu cầu chúng ta so sánh T2 với T0 để rút ra kết luận về mức quán tính của vật. Thì đây là một bài toán thực nghiệm. Các em hãy làm thí nghiệm dùng đồng hồ đo thời gian T2 và T0, sau đấy so sánh. Và kết quả là với mà T2 nhỏ hơn T0 thì tốc độ góc của dòng dọc tăng nhanh hơn, ứng với sự phân bố của khối lượng gần trục quay hơn. Đấy, còn ngược lại, T2 mà lớn hơn T0 thì sự phân bố khối lượng là xa trục quay hơn. Đấy, vậy ta trả lời câu C5 như sau. Các em chú ý là với bài toán thực nghiệm này, học sinh phải dùng đồng hồ để đo cái thời gian T2 của vật 1 di chuyển từ độ cao h cho đến khi chạm sàn. Đấy. Còn kết quả là với T2 mà nhỏ hơn T0 thì tốc độ góc của dòng dọc tăng nhanh hơn, ứng với sự phân bố khối lượng gần trục quay hơn. Ngược lại, với T2 mà lớn hơn T0 thì nó ứng với sự phân bố khối lượng xa trục quay hơn. Đấy. Đến đây ta đã trả lời xong câu C5.